Hello, xin chào các bạn, mình là Phong Mai TV đây. Xin giới thiệu với các bạn Miss Grand International Mommy Long Land. Wow, trời ơi, các bạn thấy không? Đẹp như một hoa hậu luôn. Và đây, mình xin giới thiệu Miss Grand International Hockey Walkie, đến từ Bobby và Play Tham. Mày bị đen à? Trời ơi, đúng thật sự, mình bị khùng thật rồi các bạn ơi. Hockey Walkie là giống đực mà, làm sao có thể trở thành hoa hậu được chứ. Ấy đây, và xin giới thiệu với các bạn một DJ rất là nổi tiếng của chúng ta, đó chính là DJ Music Man. Còn hai cái con mà nhảy cà lưng kia chính là Moon the Rock và Sun the Rock. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Đúng rồi các bạn ơi, mình cũng mấy chục tuổi rồi, mình cũng chưa bao giờ gặp cái trường hợp mà đứng không chịu đứng yên mà nhảy cái lưng cái tưng như thế này đó các bạn. Và đây xin giới thiệu với các bạn những nhân vật trong Freddy. Đúng rồi, Freddy and Friday and Freddy. Ôi trời, cái gì mà Friday Freddy. Ok, đó chính là Friday Freddy nha các bạn. Mình muốn liễu cái lưỡi luôn rồi đó. Và đây, đây. Thôi không yên tâm. Không, đừng. Tao ai đừng. Tao bảo mày cứ yên tâm. Không yên tâm với lại của tao. Đi tao. Tao ai đừng ngay. Thôi không yên tâm. Đi cho tôi. Chạy đi. Mình nói thiệt đó. Nó đứng yên như vậy thôi. Nhưng mà các bạn nhìn thấy không? Nó đang thở luôn kìa. Trời ơi, nó đang còn sống á, rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện có liên quan đến những nhân vật từ nãy giờ mà mình giới thiệu nha. Mình đang ở trong một ngôi làng ven biển, mình đang thưởng thức một chai whisky ngon lành với người bạn của mình, thì bỗng nhiên, ui, có cái gì đó rất là kinh khủng bên ngoài các bạn ơi. Nó làm chấn động cả một vùng luôn các bạn. Chuyện gì vậy mọi người ơi? Chuyện gì vậy? Cái chuyện gì vậy? Động đất à ơi. Nó hình như là sự xuất hiện của quái vật các bạn. Đó chính là những con Husky Walkie. Trời ơi, những con Husky Walkie của thành phố. Tại sao lại đi lạc vào đây vậy trời? Nó đã giết rất nhiều dân làng ở trong đây. Tụi mình đã trở tay không kịp. Trời ơi, người của nó nhốn đầy máu luôn các bạn ơi. Hả? Một con Husky Walkie nó đang nhìn mình. Người của nó thì không có xi nhê luôn các bạn ơi.
bắn vào người nó sẽ không chết đâu các bạn. Ê, được rồi, được rồi, bạn mình dù sao cũng đã an toàn rồi các bạn. Hình như cô ấy vẫn chưa bị nó ăn thịt các bạn ơi. Bây giờ mình phải tìm cách để cứu cô ấy thôi. Hả? Bây giờ bắn con này không chết, phải làm sao đây các bạn ơi? Ý, khó nghĩ quá, nhanh nghĩ cách giúp mình với, cứu bạn mình với. À, mình sẽ bắn chết những con này trước. Nếu không nó ăn thịt mình á, là coi như mình khỏi cứu bạn của mình luôn á các bạn. Bây giờ mình sẽ đứng từ phía trên cao và nhắm thẳng vào những con mommy long leg, tiêu diệt nó. Oh yes, mình đã tiêu diệt hai con mommy long leg đó rồi các bạn ơi. Còn lại con mommy long leg đang tấn công bạn của mình thì mình không tài nào tiêu diệt nó được các bạn. Trời ơi, giờ bây giờ phải làm sao đây các bạn? Bây giờ phải làm sao đây? Khó quá, không thể nào cứu được bạn của mình sao? Không lẽ cô ấy phải bỏ mạng tại quán rượu đó hay sao? Trời ơi. À các bạn ơi, có một con Huggy Wuggy đang xuất hiện các bạn. Yes, Huggy Wuggy đã ăn thịt mommy long leg rồi các bạn ơi. Nhưng mà ai, trời ơi, nó đã chui vào quán rượu và ăn thịt bạn của mình. À, ta đã giết chết nó để trả thù. Trời ơi, cái con Huggy Wuggy này, nó đã giết chết bạn thân của mình rồi các bạn ơi. Bây giờ ngôi làng trở nên rất là vắng vẻ luôn các bạn. Hình như là mọi người đã bị tụi nó tiêu diệt hết rồi các bạn ơi. Tụi nó xuất hiện ngày một càng đông hơn luôn các bạn. Trời, còn phải thêm con sâu nữa kìa các bạn. Ê, hình như tụi nó cũng không cùng phe với nhau sao các bạn ơi. Mình thấy những con Huggy Wuggy giết chết hết mấy con sâu chó rồi các bạn. Đây chính là con sâu chó trong truyền thuyết nè các bạn ơi. Còn tàu lài chó. Ý trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải làm sao để thoát khỏi ngôi làng này đây các bạn. Ngôi làng này đã bị những con quái vật ám rồi các bạn ơi. Đi đâu cũng thấy Huggy Wuggy. À, tiếng động gì vậy? Trời ơi, DJ Music Man. Hôm nay là cái ngày gì vậy mọi người? Tại sao có rất nhiều quái vật hội tụ đến ngôi làng nhỏ xinh đẹp của mình vậy? Trời ơi, đây là DJ Music Man. Không biết có ăn thịt người hay không, xuất hiện ở đây làm gì? Hả? Trời ơi, Fine and Freddy kìa các bạn. Những nhân vật trong Fine and Freddy á. Có cả bà ngoại Rennie đầu trọc lóc nữa các bạn ơi. Trời ơi, mọi người xuất hiện ở đây để làm gì? Hả? Các bạn ơi, nội bộ lục đục rồi các bạn ơi. Hình như là tụi nó đang tấn công nhau. Hả? Bà ngoại Rennie đã bị Chica đánh và ăn thịt kìa các bạn. Ghê quá vậy. Tụi nó tấn công lẫn nhau các bạn ơi. Yes, kỳ này mình không phải mất sức tiêu diệt tụi nó rồi các bạn ơi. Tiêu diệt lẫn nhau đi. Hãy trả lại một bầu không khí trong sạch cho ngôi làng yêu thương của ta. Trời đất ơi, vừa mới kết thúc lại luôn các bạn. Những con Huggy Wuggy đột biến lúc giải lòng vòng đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó tiêu diệt hết những con Freddy and Fine này rồi các bạn. Mày đừng có bốc phát. Mày đừng có mồm điêu đi. Ừ, mình bốc phát thật sự, chưa tiêu diệt hết các bạn ơi. À, tiêu diệt luôn luôn DJ Music Fan rồi các bạn. Rồi, chính xác là nó đã tiêu diệt tất cả những con quái vật ở đây rồi các bạn ơi. Mấy con này ghê quá các bạn. Đi đến đâu thì nước chảy chảy đến đó. Nhưng mà không sao đâu, mình đã bắn chết hết hai con rồi. Yes, và mình đã bắn chết luôn con cuối cùng rồi các bạn ơi. Tất cả những người dân của mình đã bị những con quái vật giết chết rồi. Chỉ còn một mình sống sót thôi các bạn ơi. Thật khổ quá mà. Bây giờ mình sẽ đi một vòng nơi mình ở để xem còn con quái vật nào nữa. Quá, con kia. Trời ơi, còn một con Huggy Wuggy đang nước chảy kìa các bạn. Ghê quá, tiêu diệt nó luôn nha. À, hai con. Một con núp dưới nước và một con đang đứng trên bờ. Tiêu diệt tụi nó thôi các bạn ơi. Tiêu diệt tụi nó thôi. Yes, mình đã tiêu diệt được hết tất cả những con Huggy Wuggy. Mình đã trả thù được cho ngôi làng. Ái trời ơi, chưa kịp dứt lời thì những con quái vật kinh khủng khác lại xuất hiện. Lionhead và những con Sirenhead. Trời ơi, ủa mà tụi nó đang đánh nhau rồi các bạn ơi. Ê mấy đứa ơi, đến đây làm gì vậy? Để mấy đứa, ôi nó không trả lời mày, đang bị lục đục nội bộ luôn rồi các bạn ơi. Hình như là đang cãi lộn hay đánh lộn gì không vậy các bạn? Nó không quan tâm tới mình luôn các bạn ơi. Ê, ta không cần biết các ngươi đến đây với mục đích gì, nhưng ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi. Sợ chưa? Ôi các bạn ơi, nó hết cãi nhau các bạn ơi. Nó đã dồn sự tập trung chú ý vào mình rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chiến đấu với tụi nó thôi. Mình đứng ở vị trí này, tụi nó sẽ không nhìn rõ được mình. À, mình sẽ lấy bom xăng ra và tiêu diệt nó. Ôi trời ơi các bạn ơi, bom xăng nổ dưới nước á.
không có làm hại được nó các bạn ơi. Tại nó khôn lắm các bạn, nó đứng dưới nước, nó không có lên bờ, cho nên bơm xăng không thể nào nổ được nó các bạn ơi. Bây giờ mình phải suy nghĩ một cái dụng cụ, một cái khẩu súng nào đó chuyên việc để có thể tiêu diệt mấy cái con này mới được các bạn. Nếu không á, nó phá banh cái ngôi làng thì mình không thể nào gây dựng lại một ngôi làng xinh đẹp được nữa. À, con này đứng yên đây, đứng yên đây. Ta sẽ dùng chiếc nỏ thần của An Dương Quân để tiêu diệt này. Ôi các bạn ơi, bắn nó không sao các bạn. Thôi bây giờ mình dùng sách đi gần tiêu diệt nó đi các bạn. Yes, mình đã tiêu diệt được tầm tên chào và tạm biệt, mình là Phô Mai TV. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn chuông theo dõi và tặng cho mình một like nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.